trên đường đuốc soi tâm hồn anh qua người anh em chúng con đây trong cuộc sống thời gian đã tin cậy vào Chúa, đã phó thác cuộc đời cho Chúa, đã tin vào lời hứa Chúa đồ của Chúa. Xin cho người anh em chúng con được sống lại như Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh em thân mến, anh em đã chết với Đức Kitô và sự sống mới của anh em vẫn đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người được hưởng vinh quang. Và đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không bao giờ chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro kia, xin hãy lau sạch nước cốt mà giữ gì con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin Chúa đã thương ban cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trẻ trơn có lòng hối cải, xin Chúa thương người anh em chúng con được ghi âm tín trong nước rửa tội. Xin Chúa thương cho người. Dắt con tìm hướng xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vô về, bàn tay xoa trên vai tông nên thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha, ơn cha soi trên điều nắng soi trên cuộc đời, cho ánh sáng, cho ánh sáng, người cho lẽ sống, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Sự ra đi của người thân yêu, nhưng lời Chúa hứa ban sự sống đời đời đã đem cho chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta hãy an ủi nhau bằng những lời sau đây. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô,
Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với người. Chúng ta biết rằng một khi Đức Chúa cái chết chẳng còn gì chi đối với người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến để phục sinh kẻ chết và an ủi chúng ta với tình yêu của người. Chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen Đức Giêsu Kitô. Lại ngôi lời Thiên Chúa đứng tạo thành trái đất mà nay thân xác ông Phaolô sẽ trở về với lòng đất. Trong bí tích rửa tội, Ngài đã kêu gọi ông Phaolô đến sự sống vĩnh cửu để chúc tụng ngợi khen Chúa Cha đến muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa nhận chúng con. Lạy Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, Ngài nâng đỡ người công chính và bao bọc họ với vinh quang nước trời. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Đức Kitô chịu đóng đinh, Ngài đã che chở linh hồn Phaolô với quyền năng thập giá của Ngài. Và trong ngày tái giáng lâm, Ngài sẽ dọn đường thương xót đối với mọi chúng ta. Chưa biết nữa. Kiều hôm gì khác trước các bạn đang ngoài đường là có thể các bạn nhớ lúc ta sẽ phải sống và để chết khi nghe tiếng Chúa mồ hả sẽ mở tung và những người trong chúng đang ngủ yên trong bình an của Chúa sẽ trở dậy và ca tụng vinh quang Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Đức Giêsu Kitô, mọi sự sẽ nhờ khen đều quy về Chúa. Ngài nắm cái chết trong tay và mọi sự sống sẽ tùy thuộc vào chỉ một mình Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Là Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến cha ta sanh được cha thì ra đi ra để hiện hữu cha cho chúng con hôm nay lên tập thể nhà vậy tắm ở trong cái vỏ trong cái thùng đó chú ạ. Thùng một chi đỏ. Thùng một chi đỏ. Khi chúng con đang đau buồn trước sự ra đi này, xin cho chúng con luôn nhớ đến ông Phaolô và sống với niềm hy vọng và vương quốc vĩnh cửu là nơi Chúa sẽ quy tụ chúng con lại với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa gìn giữ chúng ta lúc đến cũng như lúc đi. Xin người ở với chúng ta trong chuyến đi cuối cùng với người anh Phaolô của chúng ta. Amen. Được rồi, chia khó thật. Đóng ly không?
người kính ghi trong tim, trong tâm hồn nguyện yêu Chúa thôi. Vì lời kính con dâng lên chính là điệp khúc một đời, kết thành từ lúc chào đời còn vương vấn trong lòng người. Cho con một đời như lời kính dâng lên Chúa, và xin cho con trọn đời chúng khen thánh danh Ngài. Xin chung kiên yêu Ngài cho tình con không huyên úa, và con luôn xin yêu người cho trọn vẹn bao ước mơ. Xin Chúa thương ban cho tôi tới Chúa được vững nguyện trong ngôi mộ này, cho tôi khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tới Chúa được phục sinh và trong ân quang chiếu tỏ tình tôi nghe Chúa, tôi Chúa được thấy ân sáng vĩnh trụ trên trời, Chúa là những sáng và những trụ luôn. Em thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình xuất phát ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác dưới hàng của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Để chúng ta tối dân người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại cho đời sau nhé. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán, ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người anh em chúng ta đây. Chúa đã có thương lo cho đời, cho xin lo sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm lại chúng con, Chúa đã làm cho kẻ cho sinh lại, xin cũng thương cho người anh em chúng con được sống lại. Xin Chúa nhận lại chúng con, Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trơn đi thân hoi, xin thương đưa người anh em chúng con về trời. Xin Chúa nhận lại chúng con, Chúa đã cho người anh em chúng con được thân thầy nhà nước của tôi và được tin lâu người được sức dầu thân. Xin thương nhận người anh em chúng con vào số ca thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tuyệt thanh mình và mau Chúa. Xin thương nhận người anh em chúng con vào bài tiết nước Chúa. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trong trời được sống đời. Xin Chúa nhận lại chúng con. Ở đây chúng ta cùng đọc lại lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Ánh sáng ngàn thu chiếu soi tên linh hồn Phao-lô. Lấy chung. Xin chung kiên yêu Ngài cho tình con không huyên úa, và con luôn xin yêu người cho trọn vẹn bao ước mơ.